Một vụ cháy đã thiêu rụi 4 căn nhà tại ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 8 tháng 3 năm 2018. Thiệt hại ước khoảng gần 450 triệu đồng. 4 căn nhà bị cháy là của ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Văn Đông, ông Lê Văn Dõng và nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhồng. Còn đó đưa nhỏ cháu ngủ dưới. Rồi tôi nghe nổ cái bụp, cái nhìn lên mịt mù nhà trên cho bước lên là cháy hù hù hù. La lên anh em tôi lại tiếp. Tiếp xịt nước kia đó. Xịt nước nhẵn cháy. Không có lấy được cái gì hết trơn, chỉ có bộ đồ nó chập điện ở nhà trên chứ không gì hết trơn, chứ nhà trên đâu có gì đâu. Trong 4 căn nhà, chỉ có nhà ông Đông được xây vách tường kiên cố, 3 căn còn lại được làm bằng gỗ. Trong lúc xảy ra cháy, trời nắng gắt và có gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan sang các nhà kế bên. Do lúc này cả 3 hộ đều đóng cửa đi vắng nên mọi vật dụng, tài sản hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. Lúc mà cháy nhà thì mình không có nhà, mình chở vợ lên bệnh viện lãnh thuốc. Mà mới vừa tới cổng bệnh viện là có người dưới này điện lên nói nhà cháy. Thì đúng lúc đó ta tốc hành chạy xe gì là tới đây là nó rụi. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Lãnh đạo thị xã Hồng Ngự cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời trao hỗ trợ cho mỗi gia đình gần 30 triệu đồng. Riêng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhồng còn được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Đối với các cái hộ này thì có hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, thường xuyên là đi mua bán, cho nên là tại thời điểm mà khi xảy ra vụ cháy thì căn nhà cũng đã được đóng cửa. Nguyên nhân thì hiện giờ thì cũng chưa xác định được. Trước mắt đối với cấp độ chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ động viên các cái hộ gia đình trước tiên là an tâm, rồi đồng thời chúng tôi sẽ sắp xếp bố trí về cái chỗ ăn, chỗ ở cho bà con trước, rồi sau đó sẽ vận động từ các cái nguồn từ ngân sách nhà nước cũng như là các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ họ sớm xây dựng lại các cái căn nhà để ổn định cuộc sống. Vụ việc đang được ngành chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.